Thưa quý vị, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng về kế hoạch ứng phó và khắc phục bão đối với hệ thống cây xanh đô thị, từ ngày 15 tháng 8, Công ty Công viên Cây xanh Đà Nẵng đã triển khai cắt tỉa cây xanh phòng chống bão năm 2022. Hiện công việc này đang được tập trung đảm bảo tiến độ đề ra. Theo đó, từ ngày 15 tháng 8, công ty tiến hành cắt tỉa tán cây hạ độ cao đối với hệ thống cây xanh đô thị ven các tuyến đường vùng ven thành phố, thực hiện từ ngày 30 tháng 8 đối với các tuyến đường trung tâm và khu vực ưu tiên tại khu vực trung tâm thành phố. Gần 50.000 cây xanh do Công ty Công viên Cây xanh Đà Nẵng quản lý được đưa vào diện cần cắt tỉa, làm gọn tán, chống nhượng để ứng phó với bão. Toàn bộ công việc này sẽ hoàn thành vào ngày 31 tháng 10 năm 2022. Thực hiện theo quyết định mà 2009, ngày 1 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân thành phố, thì công ty cũng đã chủ động xây dựng cái kế hoạch nhằm đảm bảo cái tiến độ đề ra. Ưu tiên trước mắt là từ ngày 15 tháng 8 cho đến là 15 tháng 9, thì sẽ đảm bảo khoảng 50% đối với các vùng, các tuyến ven thành phố, khu vực ít dân cư, và thực hiện tiếp 50% số còn lại. Còn đối với các cái tuyến trung tâm và khu vực ưu tiên thì bắt đầu từ ngày 30 tháng 8 và phấn đấu là đạt 50% vào 30 tháng 9 và kết thúc vào 31 tháng 10 năm 2022. Cũng theo Công ty Công viên Cây xanh Đà Nẵng, để triển khai cắt tỉa cây xanh theo đúng kế hoạch, đảm bảo kỹ thuật, hoàn thành đúng tiến độ và hiệu quả, đơn vị đi kiểm tra, rà soát, đánh giá hiện trạng toàn bộ hệ thống cây bóng mát đang quản lý, lập biên bản thống nhất khối lượng và cắt tỉa ngay đối với các cây nặng tán, cây cao, lịch tán, cành vương, cây có cành khô và chặt hạ các cây chết, sâu mục, nghiêng, nguy hiểm, có nguy cơ gây mất an toàn trên các tuyến phố. Đồng thời gia cố cọc chống cây mới trồng, đơn vị đã huy động nhân lực và thuê thêm rất nhiều phương tiện chuyên dụng để thực hiện theo hình thức cuốn chiếu, cắt tỉa đến đâu, thu dọn sạch sẽ đến đó. Thì các cái đơn vị như là địa phương, quận, huyện, người ta cũng có thời điểm này người ta cũng cắt tỉa, nên cái nhu cầu về cái lượng xe mà xe tải cẩu gắn gầu để mà phục vụ công tác cắt tỉa thì nó cũng ảnh hưởng. Do đó mà công ty cũng cố gắng hết sức để mà đảm bảo cái đầu phương tiện này để nhằm mục đích là phục vụ tốt và đảm bảo tiến độ. Thì đến thời điểm hiện tại thì công ty cũng đã đạt khoảng 20% so với kế hoạch đề ra. Việc cắt tỉa chỉnh trang hệ thống cây xanh vừa đảm bảo an toàn cho người dân, hạn chế ngã đổ trong mùa mưa bão và vừa đảm bảo mỹ quan đô thị nên được người dân đồng tình ủng hộ. Cái chuyện cắt cây xanh, tỉa cây xanh trước bão để mà anh bảo vệ cho được cái người dân á, trong phòng chống bão theo biến đổi khí hậu này rất là tốt, mà dân ở Hòa Cường Nam rất đồng tình. Riêng tổ 41 là dân 41 là rất đồng tình, người ta cũng thường hỏi thăm là phải cắt khi nào, lúc nào cắt cho xong. Cùng với Công ty Công viên Cây xanh Đà Nẵng, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng đã chỉ đạo các quận huyện triển khai cắt tỉa cây xanh trong các khu dân cư ở các tuyến đường được phân cấp, tiến hành ký hợp đồng với các đơn vị thực hiện dịch vụ cây xanh có đủ năng lực hành nghề, tư cách pháp nhân và vận động nhân dân trên địa bàn cùng phối hợp thực hiện công tác phòng chống bão đối với hệ thống cây xanh được phân cấp.